Việt Nam 13-5005.03.2018, cập nhật 13-5305.03.2018, rút ngắn trong đoạn clip In Memoji Ám của Oscar 2018, nhiều người không khỏi xúc động khi hình ảnh của nữ diễn viên gốc Việt quá cố Lê Thị Hiệp xuất hiện trên màn ảnh rộng tại nhà hát Dolby. Xuyên suốt lễ trao giải Oscar 2018 là những màn vỗ tay, tiếng cười, lời chúc mừng. Thế nhưng có một khoảnh khắc, cả hội trường nhà hát Dolby đều trầm xuống. Đó là khi In Memoriam đoàn clip tưởng nhớ những diễn viên, nhà sản xuất, stylist, nhà quay phim đã qua đời được phát trong nền nhạc ca khúc Zoom At The Top. Nhiều người Việt Nam đang theo dõi trực tiếp lễ trao giải Oscar cũng không khỏi xúc động khi hình ảnh của nữ diễn viên gốc Việt quá cố Lê Thị Hiệp xuất hiện trên màn ảnh rộng. Cô Lê Thị Hiệp sinh ngày 18 tháng 2 năm 1971, mất ngày 19 tháng 12 năm 2017, ở tuổi 46 do căn bệnh ung thư dạ dày. Từ khi còn nhỏ, cô đã chuyển đến sống tại Auckland. Sau đó, cô theo học chuyên ngành sinh lý học tại đại học. Cô Lê Thị Hiệp nên duyên với nghiệp diễn khi tham gia tác phẩm Heaven và Earth 1993 để góp mặt trong phim điện ảnh của đạo diễn Oliver Stone. Nữ diễn viên gốc Việt đã phải vượt qua 16,000 ứng viên khác có mặt trong buổi casting cũng như bị thử thách trong khoảng 5 tháng. Ở Heaven và Earth, cô Lê Thị Hiệp vào vai một người phụ nữ Việt Nam sống trong thời kỳ hậu chiến. Đạo diễn Oliver Stone cho biết, dù cô Lê Thị Hiệp chưa hề có kinh nghiệm trong nghề, thế nhưng ông vẫn quyết định không để cô theo học bất cứ khóa bồi dưỡng diễn xuất nào. Tôi cho rằng điều đó là không cần thiết. Cô ấy có khả năng bẩm sinh. Sau khi Heaven và Earth ra mắt, nữ diễn viên gốc Việt nhận được rất nhiều lời khen. Nhà bình luận phim Kenneth An của tờ Los Angeles Times nhận xét cô Lê Thị Hiệp là diễn viên dù rằng không chuyên nghiệp nhưng rất có tiềm năng. Sau Heaven và Earth, cô Lê Thị Hiệp tiếp tục góp mặt trong một số tác phẩm đáng chú ý như Boozer Street 1995, Cruel Intentions 1999, The Princess of Nebraska 2007. Tác phẩm điện ảnh cuối cùng mà cô góp mặt là Sympathy of Delicious 2010. Ngoài sự nghiệp diễn viên, cô Lê Thị Hiệp còn mở một nhà hàng tại Venice, Los Angeles vào năm 2002. Hoạt động được 10 năm, nữ diễn viên quyết định đóng cửa và mở một nhà hàng mới có tên Le Cellier, chuyên phục vụ các món Việt Pháp. Năm 2014, cô xuất hiện trong game show Chắc của Food Network. Theo chí